Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ thân, những gì là 10, đó là thân chẳng đến, vì chẳng thọ sinh trong tất cả thế gian, thân chẳng đi, vì trong tất cả thế gian cầu chẳng được, thân chẳng thật, vì tất cả thế gian được như thật, thân chẳng hư, vì dùng lý như thật thị hiện thế gian, thân chẳng tận vì hết thủa vị lai không đoạn tuyệt, thân kiên cố vì tất cả chúng ma không thể phá hoại được, thân chẳng động vì chúng ma ngoại đạo không thể động được, thân đủ tướng vì thị hiện tướng trăm phước thanh tịnh, thân vô tướng vì pháp tướng rốt giáo đều vô tướng, thân đến khắp vì đồng một thân với chư Phật ba đời, đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thân vô tận vô thượng của như lai phật tử đại bồ tát có mười thứ thân nghiệp những gì là mười đó là thân nghiệp một thân đầy khắp tất cả thế giới thân nghiệp ở trước tất cả chúng sinh đều có thể thị hiện thân thân nghiệp ở trong tất cả cõi đều có thể thọ xanh thân nghiệp du hành tất cả thế giới thân nghiệp đi đến tất cả chúng hội của chư phật thân nghiệp có thể dùng một tay che khắp tất cả thế giới thân nghiệp có thể dùng một tay trà núi kim cang thiết vi của tất cả thế giới nát như hạt bụi thân nghiệp ở trong thân mình hiện ra tất cả cõi phật thành hoại thị hiện nơi chúng sinh thân nghiệp dùng một thân dung thọ tất cả cõi chúng sinh thân nghiệp ở trong thân mình khắp hiện tất cả cõi phật thanh tịnh tất cả chúng sinh thành đạo ở trong đó đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được phật nghiệp vô thượng của như lai đều có thể giác ngộ tất cả chúng sinh phật tử đại bồ tát lại có mười thứ thân những gì là mười đó là thân các ba la mật vì đều tránh tu hành, thân bốn nhiếp vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh, thân đại bi vì thế tất cả chúng sinh thọ vô lượng khổ chẳng nhàm mỏi, thân đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, thân phước đức vì lợi ích tất cả chúng sinh, thân trí huệ vì đồng một tánh với thân của tất cả chư Phật, thân pháp vì lìa hẳn thọ sinh trong các cõi thân phương tiện vì hiện tiền ở tất cả mọi nơi thân thần lực vì thị hiện tất cả thần biến thân bồ đề vì tùy thích tùy thời thành chánh giác đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thân đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ lời, những gì là 10, đó là lời mềm mại vì khiến cho tất cả chúng sinh đều an ổn, lời cam lồ vì khiến cho tất cả chúng sinh đều mát mẻ, lời không dối vì hết thảy lời nói đều như thật, lời chân thật vì cho đến trong mộng cũng không nói dối. Lời rộng lớn vì tất cả thích phạm tứ thiên vương vân vân đều tôn kính, lời thâm sâu vì hiển bày pháp tánh, lời kiên cố vì thuyết pháp vô tận, lời tránh trực vì phát ngôn dễ hiểu, lời đủ thứ vì tùy thời thị hiện, lời khai ngộ tất cả chúng sinh vì tùy sự ưa thích của họ khiến cho hiểu rõ đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được lời vi diệu vô thượng của Như Lai.